Xin chào các anh em, mình là Dưa Hấu và đây là bản tin công nghệ có trên Clickbait Channel. Ngày hôm nay thì Qualcomm đã tung ra thông tin họ đã ra mắt sản phẩm Snapdragon 888, một con chip với cái tên rất hay, 888, nghe nó rất là sướng tai đúng không nào? Và đây chính là con chip mới nhất trên tiến trình 5 nanomet và nó là một cái bản cải thiện cập nhật hơn của sản phẩm Snapdragon 865 Plus ra mắt vào hồi tháng 7 năm 2020. Và con chip này sẽ được áp dụng và sử dụng trên những flagship của Android 2021. Và cụ thể sức mạnh của con chip này như thế nào, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin ngay sau đây. Được biết là Snapdragon 888 mang đến một loạt cải tiến lớn về 5G và cũng là chipset đầu tiên được tích hợp model 5G đầy đủ, không giống như Snapdragon 865 năm ngoái yêu cầu các nhà sản xuất phải trang bị thêm chip model 5G riêng biệt trên bao mạch chủ của smartphone. Ngoài những cải tiến về 5G, Qualcomm cho biết Snapdragon 888 cũng được trang bị AI Engine thế hệ thứ 6, hứa hẹn một bước nhảy vọt về hiệu suất đối với các tác vụ AI. Mặt khác, nó được nâng cấp đáng kể về khả năng xử lý đồ họa GPU Adreno mới, mặc dù thông tin cụ thể vẫn chưa được tiết lộ ở thời điểm hiện tại. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, Snapdragon 888 cho phép chụp khoảng 120 tấm ảnh mỗi giây ở độ phân giải 12 megapixel. Snapdragon 888 dự kiến sẽ có mặt trên các mẫu smartphone cao cấp ra mắt vào đầu năm sau đến từ 14 nhà sản xuất đã được Qualcomm xác nhận, bao gồm Asus, Realme, OnePlus, Xiaomi, Black Shark, Oppo, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Sharp, Vivo và ZTE. Mới đây thì Apple đã phải đóng một khoản phí phạt lên đến 12 triệu đô la Mỹ. 1 triệu đô thì khoảng 23 tỷ Việt Nam đồng. Thế thì 12 triệu đô nó cũng loanh quanh cỡ gần 300 tỷ. Đó, khoản phí này họ đã phải đóng phạt liên quan đến việc quảng cáo về khả năng chống nước của iPhone. Cụ thể thông tin này sẽ như thế nào? Mời các bạn lắng nghe sau đây nhé. Cụ thể, Apple khẳng định rằng nhiều mẫu iPhone đang bán trên thị trường có thể chống chịu khi bị ngâm nước tối đa 30 phút. Tuy nhiên, cục cạnh tranh Italia lại cho rằng nước mà Apple đang nói ở đây chỉ là nước lọc trong phòng thí nghiệm mà thôi. Và trong các điều kiện ngoài đời thực, kết quả có thể sẽ khác biệt rất nhiều nếu bạn không may làm rơi điện thoại xuống nước. Apple đã quảng cáo khả năng chống nước trên iPhone kể từ mẫu iPhone 7 ra mắt năm 2016. Thiết bị này đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67, tức là có thể ngâm nước ở độ sâu tối đa 1 mét trong nửa giờ đồng hồ. Còn các mẫu iPhone 12, 12 mini, 12 Pro và 12 Pro Max đều đạt chuẩn IP68, cho phép chúng tiếp tục hoạt động tốt trong tối đa 30 phút khi rơi xuống nước ở độ sâu tối đa 6 mét. Dẫu vậy, Apple không hề khuyên người dùng mặc kệ cho iPhone bị ướt và họ nói rằng khả năng chống nước, bụi không phải là vĩnh viễn và khả năng này có thể bị suy giảm trong quá trình hao mòn do sử dụng thông thường. Những hư hỏng do chất lỏng gây ra không được Apple bảo hành, dù cho luật bảo vệ người tiêu dùng tại nhiều quốc gia yêu cầu điều đó. Sự mâu thuẫn nói trên khẳng định điện thoại có khả năng chống nước nhưng không bảo hành nếu ngâm nước là một trong những lý do mà cục cạnh tranh Italia đưa ra để bán hành cho Apple. Theo tờ Politico, Apple đã gây hiểu nhầm về phạm vi bảo hành sản phẩm. Hãng còn bị cáo buộc là từ chối hỗ trợ khách hàng sau khi mua hàng với những sản phẩm hư hỏng liên quan đến nước. Thông tin tiếp theo liên quan đến một sản phẩm mới được tung ra của Xiaomi và mình cho rằng đây là một sản phẩm thông minh và đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều người. Một củ sạc kết hợp với một cục sạc dự phòng ở trong đó. Những thông số liên quan đến sản phẩm này như thế nào thì mời các anh em sẽ cùng theo dõi dưới bản tin sau đây. Sản phẩm này vừa là củ sạc vừa là sạc dự phòng. Nó được trang bị hai cổng USB Type A, hỗ trợ sạc nhanh 18W và có thể sạc cho hai thiết bị cùng một lúc. Ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng gập các chân cắm điện lại để tiết kiệm không gian và mở ra khi cần thiết. Củ sạc này kiêm sạc dự phòng tích hợp viên pin 5000 mAh. Khi không cắm điện và sử dụng như sạc dự phòng, nó có thể có công suất tối đa là 12W. Mặt khác, sản phẩm này cũng được phép sạc dòng điện thấp cho tai nghe Bluetooth, vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, smartwatch, v.v. Và hiện giờ, nó đang được bán với mức giá là khoảng 129 nhân dân tệ, khoảng 450.000 đồng. Và đó là những thông tin có trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin công nghệ có trên Clickbait Channel. Tất cả thông tin liên quan đến những sản phẩm mà Clickbait đang kinh doanh, mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em.